phá sới gà giữa trung tâm thành phố Long Xuyên. Một sới gà ngay trung tâm thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bị công an thành phố này triệt phá, bắt giữ hàng chục đối tượng. Tối ngày 15 tháng 1, công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, lực lượng công an thành phố vừa triệt phá thành công một sới gà tại khu vực tổ 10, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Theo công an thành phố Long Xuyên, sới gà bị triệt phá lúc 10 giờ cùng ngày. Trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc tổ 10, khóm Phó Quế, lực lượng công an thành phố bất ngờ ập vào. Các đối tượng phát hiện bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân, công an thành phố Long Xuyên cho biết. Tuy nhiên, các lối thoát đã bị chốt chặn, 16 đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 con gà đá, đá, 3 cửa sắt, 11 xe mô tô. 13 điện thoại di động và trên 35 triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Hiện các đối tượng cùng tăng vật liên quan được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!